Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Trong chương trình hôm nay sẽ có các tin chính sau đây. Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc khóa 23. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020. Tin về các hoạt động khác, cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Những đổi thay trên quê hương Lộc Thịnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2015, huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22 trình tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cán bộ chỉ đạo huyện Ngọc Lặc dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể chính trị cấp tỉnh. Về phía huyện Ngọc Lặc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đoàn thể chính trị xã hội, Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Thực hiện chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng triển khai kế hoạch, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Tại hội nghị, phần lớn các đại biểu đều nhất trí cao với các nội dung của dự thảo văn kiện báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22, trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa 23, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt mạnh, yếu kém, hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến cụ thể về kết quả sản xuất nông nghiệp và các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả của phong trào xây dựng nông thôn mới, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá sâu hơn về công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và một số công tác khác. Trong năm 2020, Ngọc Lặc phải cơ bản trở thành đô thị loại 4 phía Tây của tỉnh. Đối với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, một số đại biểu đã tham gia ý kiến vào các chỉ tiêu phấn đấu, các khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đột phá trong phát triển du lịch, việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao báo cáo dự thảo chính trị của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc về bố cục cũng như chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc khóa 22 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm điểm kết quả đạt được, xây dựng mục tiêu, phương hướng và những giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tới, có yếu tố quyết định cho sự phát triển toàn diện của huyện Ngọc Lặc trong những năm tiếp theo. Đồng chí mong muốn các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa 22 đánh giá sâu sắc, nghiêm túc, chỉ rõ được hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để khắc phục, đảm bảo được sự thống nhất về những mặt được, chưa được, bài học kinh nghiệm dựa trên thực tế của huyện để tiểu ban văn kiện Đại hội 22 tiếp thu, bổ sung báo cáo có chất lượng. Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lại Thế Nguyên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ và quý báu của các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể chính trị của tỉnh. Qua các ý kiến đóng góp của các đồng chí sẽ giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo chính trị trước khi trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng ngày 2 tháng 4 năm 2015, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tham dự đại hội còn có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc qua các thời kỳ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể cán bộ đảng viên viên chức lao động Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong huyện và các huyện trong khu vực. Các chỉ tiêu khám chữa bệnh, thực hiện kỹ thuật đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Số giường bệnh thực kê so với chỉ tiêu kế hoạch vượt trên 33%.
công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức 200%, số ngày điều trị trung bình giảm 0,1 ngày trên một bệnh nhân. Tổng số lần khám bệnh tăng gần 12%, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tăng gần 44%, số ca phẫu thuật tăng 15,46%, số ca thủ thuật tăng 94,9%, giảm thời gian chờ khám bệnh ngoại trú 2 giờ. Ý đức, kỷ cương hành chính, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, chất lượng khám chữa bệnh được củng cố và phát huy ngày càng tốt hơn. Trong 5 năm qua, thực hiện việc nâng cấp cơ sở vật chất đã được bệnh viện quan tâm. Bệnh viện đã trang bị thêm hệ thống mổ pha cô, máy siêu âm mắt, máy đo độ cong giác mạc, máy thận nhân tạo, hệ thống nội soi dạ dày, bộ tán sỏi ngược dòng, monitor theo dõi bệnh nhân, máy xét nghiệm đông máu tự động hoàn toàn, máy phân tích huyết học 24 phân số, hệ thống nội soi phế quản, hệ thống nội soi tiết niệu, bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến, máy X quang chụp răng, xây dựng hệ thống oxy trung tâm, hệ thống xử lý nước thải, nâng cấp máy phát điện, khởi công xây dựng nhà liên chuyên khoa, nhà dược, giặt là. Công tác đào tạo nguồn nhân lực đã được quan tâm, đào tạo đội ngũ y bác sĩ giỏi về chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt. Hàng năm có 8 đến 11 đề tài cấp cơ sở và đều được áp dụng vào thực tiễn công tác khám chữa bệnh. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 35 đảng viên mới và nhận thêm 26 đảng viên chuyển đến. Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết định 875 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Huyện ủy đều đạt kết quả cao. Vì vậy, trong 5 năm qua, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2011, được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Các đại biểu đã nhất trí cao với báo cáo chính trị trình tại đại hội, đồng thời cũng đóng góp những nội dung quan trọng và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ tập trung vào công tác khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử trong bệnh viện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Với tinh thần dân chủ đoàn kết, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực lần thứ 6 nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu được ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Sáng ngày 1 tháng 4, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ngọc Lặc tổ chức khai giảng lớp đối tượng kết nạp đảng khóa 1 năm 2015. Sự chỉ đạo có các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng của huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và 84 học viên đến từ 13 đảng bộ chi bộ trực thuộc. Thay mặt cho Trung tâm, đồng chí Nguyễn Đình Tường, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp học, nêu lên sự cần thiết của những quần chúng ưu tú có nguyện vọng vào đảng và giao nhiệm vụ cho lớp học. Trong thời gian một tuần, lớp học sẽ được tiếp thu nội dung, tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, người vào đảng phải nhận thức đúng đắn đảng và tham gia lớp học này, từ đó xây dựng cho mình những động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nét đặc biệt của lớp bồi dưỡng lý luận kết nạp đảng viên khóa 1 năm 2015, số học viên có trình độ trung học phổ thông chiếm 96,43%, trình độ cao đẳng đại học chiếm 60,72%, từ đó là cơ sở để các học viên tiếp thu bài tốt hơn. Sáng ngày 1 tháng 4, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Công ty Rồng vàng Việt Nam tổ chức hội nghị Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dự hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Thái, Tổng Giám đốc Công ty Rồng vàng Việt Nam, đồng chí Lê Trần Cảnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, các đại biểu đại diện cho lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện ủy, các tổ chức đoàn thể, thường trực Hội Cựu chiến binh huyện và 150 cựu chiến binh các xã thị trấn về tham dự hội nghị. Đây là dịp để doanh nghiệp Rồng vàng tuyên truyền cho hội viên cựu chiến binh huyện nhà nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng về việc phát động cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bởi lẽ đa số các doanh nghiệp Việt Nam đều mới thành lập, vốn hạn chế. Đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam là đơn vị tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, các nhiên liệu từ trong nước, tạo việc làm cho con em trong nước, góp phần trong công tác an sinh xã hội và đóng thuế để xây dựng đất nước. Theo đó, công dân Việt Nam nên dùng hàng Việt Nam, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước nhà sản xuất và phát triển.
Đối với các doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong việc cải tiến mẫu mã, chất lượng hàng hóa phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân trong nước. Đối với công ty Rồng Vàng do ông Hoàng Quốc Thái sáng lập, bản thân ông là hội viên cựu chiến binh Việt Nam, công ty chuyên sản xuất sữa Vạn Xuân và một số mặt hàng khác. Sau hội nghị này, Hội cựu chiến binh huyện nhà sẽ tuyên truyền vận động người thân và gia đình, bạn bè, cộng đồng dân cư ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong đó có sữa của công ty Rồng Vàng. Lộc Thịnh là một xã vùng đặc biệt khó khăn, đồi núi chiếm diện tích nhiều, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, động viên của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, trong những năm qua, đảng bộ và nhân dân Lộc Thịnh đã đoàn kết đổi mới, phát huy tiềm năng thế mạnh của quê hương, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng đề ra, tạo bước phát triển mới về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, văn hóa xã hội đạt nhiều tiến bộ, chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông nghiệp nông thôn có nhiều khởi sắc. Ban chấp hành đảng bộ nhất quán chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Nhiệm kỳ 2010-2015, đảng bộ triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân và thể chế hóa chủ trương thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện của xã, chỉ đạo vận dụng các chủ trương vào phát triển kinh tế xã hội. Trọng tâm là chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xóa nghèo nhanh và bền vững tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Huyện ủy về cải tạo vườn tạp và vệ sinh môi trường, chỉ thị 36 và đề án chuyển đổi cơ cấu mùa vụ giống cây trồng. Gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã đáp ứng được lòng mong đợi của bà con nhân dân các dân tộc trong xã, tích cực đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi và làm giàu ngay tại quê hương. Đối với sản xuất nông lâm nghiệp, nhân dân đã xóa bỏ tập tục sản xuất tự cung tự cấp manh mún, thích ứng với cơ chế thị trường, chuyển sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới, đưa giống mới, giống ngắn ngày có tiềm năng năng suất cao vào sản xuất đại trà và đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích. Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, phục vụ làm đất, thu hoạch, vận chuyển nông sản và chắt lọc những chủng loại cây con có giá trị kinh tế vào đồng ruộng và chăn nuôi như kỹ thuật che phủ mạ bằng ni lông, trồng dứa ni lông, áp dụng phân bón nhà chậm trong trồng lúa, đưa các giống lúa lai, lúa có năng suất cao vào sản xuất, diện tích lúa lai chiếm 70% trở lên, năng suất bình quân đạt 47,78 tạ trên ha, ngô đạt năng suất bình quân 44,18 tạ trên ha, mía năng suất 61,6 tấn trên ha và một số cây màu khác. Sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước, nâng sản lượng bình quân hàng năm lên 1.642,3 tấn. Chăn nuôi chú trọng nâng cấp chất lượng tầm vóc và giá trị kinh tế của từng loại con. Việc phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm được quan tâm đúng mức, tỷ lệ tiêm phòng các năm đạt cao. Nhiều hộ đã phát huy nguồn lợi từ núi đá, nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao. Gần đây, có 6 hộ đầu tư trang trại nuôi vịt đẻ, bước đầu cho thu nhập đáng kể, đang thu hút sự quan tâm của bà con nông dân, mở ra hướng đầu tư theo hướng trang trại, gia trại. Tính đến đầu năm 2015, tổng đàn trâu bò có 794 con, đàn lợn có 808 con, đàn gia cầm là 14.566 con. Giá trị chăn nuôi bình quân đạt 16,513 tỷ so với đầu kỳ, gấp 1,41 lần, chiếm 19,5% trong kinh tế ngành nông nghiệp. Trong những năm gần đây, lâm nghiệp từng bước phát triển bền vững, chuyển dần từ khai thác tự nhiên sang trồng thâm canh cây lâm nghiệp và khai thác đúng quy trình kỹ thuật. Hàng năm trồng mới 35,9 ha, đạt 120% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 6,6% trong cơ cấu ngành nông lâm nghiệp thủy sản. Cùng với phát triển nông lâm nghiệp chăn nuôi là thế mạnh vốn có, vài năm nay sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại phát triển đa dạng và phong phú, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
bình quân thu nhập đầu người dự kiến đến năm 2015 là 16 triệu đồng trên người trên năm. Theo đó, tỷ lệ hộ làm ăn giàu có ngày một tăng, nông dân đã xây lại nhà cửa khang trang và mua sắm được các phương tiện sinh hoạt đắt tiền. Người già trẻ em được quan tâm chăm sóc, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền được nhân lên. Cuộc cách mạng nông thôn mới ở Lộc Thịnh khởi đầu từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình sản xuất, thâm canh tăng năng suất, phát triển kinh tế trang trại, gia trại và huy động nguồn lực trong nhân dân mở mang đường làng ngõ xóm. Toàn xã làm cấp phối đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 7.050m và đổ bê tông được 349m với tổng số tiền huy động trong nhân dân là 386,99 triệu đồng. Ngoài ra, các làng tu sửa khuôn viên, tường rào hoặc xây mới nhà văn hóa với số tiền nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các làng, đến nay có 3 làng đạt 11 tiêu chí, 7 làng đạt 10 tiêu chí. Văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, hệ thống giáo dục đào tạo được quan tâm đúng mức, cơ sở vật chất, chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng lên. Trung tâm học tập cộng đồng đã đa dạng hóa các loại hình tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, hoạt động văn hóa văn nghệ ngày càng phong phú, lành mạnh. Các hoạt động thông tin thể dục thể thao đã có nhiều tiến bộ, phục vụ kịp thời nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần khơi dậy bảo vệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các di tích lịch sử, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ noi theo. Đến nay, xã có 8 trên 10 làng khai trương và được công nhận làng văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng, các gia đình chính sách, người có công được quan tâm chăm sóc, nhất là hộ nghèo được vay vốn và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chính vì thế mà hộ nghèo đầu nhiệm kỳ chiếm 60,94%, cuối nhiệm kỳ giảm xuống còn 25,5%. Quốc phòng được thường xuyên củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện nay, Đảng bộ xã có 146 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt ở 14 chi bộ, trong đó có 23 đồng chí được tặng huy hiệu 30 đến 55 năm tuổi đảng. Thực hiện xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, trong lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy có nhiều đổi mới, theo hướng sâu sát cụ thể, tập trung toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, làm việc có chương trình kế hoạch, phân công cụ thể từng đồng chí cấp ủy. Tập trung cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong lề lối phong cách làm việc của cán bộ, khắc phục sửa chữa những khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Đảng ủy đổi mới về nội dung và phương thức quán triệt, học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa bằng chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương. Theo đó, số lượng cán bộ được tham gia học tập đạt 99%, quần chúng nhân dân là 75%. Gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm có 100% cán bộ đảng viên đăng ký thực hiện. Từ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được củng cố kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hướng các hoạt động về cơ sở để tập hợp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới. Có thể nhận thấy, chỉ đạo điều hành sát sao của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, tạo đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong xã, thì dù khó khăn đến mấy, cũng hoàn thành và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Những thành tựu đảng bộ xã nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua là điều kiện thuận lợi và là tiền đề cơ bản để cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc Lộc Thịnh vững vàng tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Phát huy cái kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2010-2015, thì đối với nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ và chính quyền xã Lộc Thịnh tiếp tục thực hiện tốt một số các cái nhiệm vụ và giải pháp. Trước hết là các cái nhiệm vụ để thực hiện các cái nghị quyết của đảng bộ các cấp,
thì nhiệm kỳ 2015 2020 Đảng bộ và chính quyền tiếp tục trước hết là lãnh đạo chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, để xây dựng cái đội ngũ cán bộ của xã làm sao nó đáp ứng với một số cái nhiệm vụ đặt ra trong cái nhiệm kỳ mới. Trước hết là cái công tác chính trị tư tưởng, thực hiện một số các cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với cái công tác đào tạo cái đội ngũ cán bộ kế cận, mà đặc biệt là cái cán bộ mà chuẩn bị thay cho cái đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã, để tiến tới cái nhiệm kỳ này cũng nghỉ hưu đi một số cái trường hợp. Cái thứ hai là thực hiện các cái nhiệm vụ và cái giải pháp, các cái chương trình hành động để mà phát triển mạnh về cái lĩnh vực về kinh tế, mà đặc biệt là đưa cái sản lượng lương thực của toàn xã nhiệm kỳ tới từ 1.600 tấn hiện nay lên từ đến 1.700 tấn và đưa cái thu nhập bình quân đầu người là từ 16 triệu hiện nay lên đến 20 triệu trong những năm tới. Cái thứ ba là phát huy cái thành tích đã đạt được của cái năm 2015 này là tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt cái chỉ thị 36 của huyện ủy, tức là chuyển đổi ba cái cơ cấu cây trồng để mà duy trì cái sản lượng lương thực. Một cái nữa là công tác xuất khẩu lao động trong cái thời gian tới cũng phải duy trì với cái số lượng, tức là chúng tôi đặt ra với cái nghị quyết của các chi bộ là từ mỗi làng như vậy là từ 2 đến 3 người đi xuất khẩu lao động. Và cũng một cái nữa là cái kêu gọi cái những cái đối tượng mà đang đi làm ăn ở khu vực miền Nam, tức là về làm việc cho các cái nhà máy may xuất khẩu ở trên địa bàn của huyện. Đó là một số các cái hướng mà mở ra cái công tác phát triển kinh tế và tăng cái thu nhập để từng bước cái xây dựng nông thôn mới trên cái địa bàn của xã trong cái thời gian tới. Cái thứ tư nữa là trong cái công tác phát triển chăn nuôi đó, hiện nay trên cái địa bàn Lộc Thịnh cũng có cái lợi thế, đó là một số các cái mô hình phát triển về trang trại đã có dần dần là hình thành, như là cái trang trại về chăn nuôi vịt, trang trại chăn nuôi lợn, rồi trang trại chăn nuôi nhím, kể cả lợn lòi cũng đã được phát huy. Chắc chắn là trong cái thời gian tới là từ cái những cái mô hình nhỏ này thì tiến hành nhân ra các cái diện rộng và nó sẽ phát triển thành cái mô hình lớn trong cái thời gian tới. Cái mặt thứ ba nữa là cái trong cái xây dựng nông thôn mới thì hiện nay đối với đảng bộ xã thì hiện nay đã huyện đã được công nhận là cho là được 9 tiêu chí. Thì trong những năm tới để từng bước khắc phục những một số các cái khó khăn để chúng tôi tiếp tục là hàng năm phát triển là từ 2 đến 3 tiêu chí trở lên, cùng với cái nỗ lực của xã cũng như là cái sự khuyến khích động viên của huyện, các ban ngành của huyện nữa, thì chắc chắn trong cái thời gian tới thì bộ mặt của xã Lộc Thịnh sẽ từng bước có cái sự đổi mới trong cái thời gian tới. Với niềm tin, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Đại hội Đảng lần thứ 10 xã Lộc Thịnh xác định tiếp tục phát huy làm chủ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, gắn với tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 22 triệu đồng trên người trên năm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, quê hương trên đường đổi mới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.